Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc thành phố Biên Hòa. Ngay chỗ này là phường Quang Vinh quý vị. Nay Phú đi qua con đường này, tiện thể quay lại cái quang cảnh ở đây chia sẻ quý vị các bạn. Quý vị các bạn xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nha. Con đường Huỳnh Văn Lũy này là nó nối dài theo con đường Huỳnh Văn Lũy bên hướng chợ Biên Hòa đấy quý vị. Và con đường nó mới phát triển gần đây khá là mạnh mẽ. Hồi trước thì con đường này nó xấu lắm và nó hầu như nó chỉ là một con đường nhỏ thôi. Về sau này người ta mở rộng ra rồi có các doanh nghiệp tư nhân rồi xây những cái khu chung cư ở đây. Con đường bây giờ nó khá là sầm uất và phát triển rất là mạnh quý vị. Buổi sáng như con đường này thì đa số là những quán ăn sáng và quán cà phê cóc. Thì cái đường này chắc bây giờ cũng có thể mệnh danh là phố ăn sáng đó quý vị. Nó na ná như cái đường Hà Huy Giáp ấy. Đó. Nay có đi dạo vòng đây quay cho quý vị coi. Bà con ở đây người ta sinh sống ra làm sao. Ở trên con đường này nó có một cái có một con heo. Có một cái con heo nhà ai người ta nuôi ấy, mà người ta thả nó cứ đi lang thang ngoài đường quý vị. Quý vị có thể xem ở trên Google á. Người ta nói rất nhiều về con heo này. Con heo này của một nhà nào đó nuôi nhưng mà cứ để nó đi vậy đó, nó cứ đi lang thang ngoài đường. Nó đến các cái quán ăn ở đây nó ăn. Ai cho nó cái gì ăn thì nó ăn, nhưng mà nó ăn xong nó nằm nó ngủ, đến chiều tự động nó lại mò về nhà nó quý vị. Con heo rất là khôn vô cùng. Mà con heo này nó biết giận nha quý vị nha. Chửi nó lần sau nó không đến nữa. Đợt cũng có mấy tờ báo xuống quay phóng sự, quay nó. Mấy lần Phú đi ngang qua đây Phú cũng thấy. Phú tính Phú quay cho quý vị xem nhưng mà chạy qua mất tiêu rồi nên không có quay. Hôm nay đi ngang qua thì không thấy mặt nó đâu hết. Người ta gọi là con heo biết giận biết dỗi. Đang ngay chỗ này là khu chung cư cao tầng quý vị. Khu chung cư cao tầng. Khu Nguyễn Văn Trỗi đó. Đối diện bên kia là siêu thị Mega Market. Đó là chúng ta ra tới cái đường Nguyễn Ái Quốc vậy ha. Đây. Phú chạy ra cái đường Nguyễn Ái Quốc, chạy ra cái hướng này và tiếp tục quay cho vị coi. Đây là bưu điện tỉnh Đồng Nai, bưu điện chính của tỉnh luôn quý vị ha. Thì nếu mà quý vị sinh sống ở Biên Hòa, quý vị biết là hồi xưa đó, nếu mà gửi thư hoặc là gửi bưu phẩm gì là chúng ta sẽ ra cái bưu điện nó nằm ở ngay chỗ ngã ba Vườn Mít đó. Nhưng mà bây giờ cái chỗ đó nó không là bưu điện nữa, nó là của công ty Mobifone nó nằm ở đó. Rồi người ta di dời cái thằng bưu điện nằm xuống đây rồi. Cho nên nếu mà muốn gửi cái gì mà về trung tâm chính á thì phải chạy xuống tít dưới đây nha quý vị nha. Khá là xa. Gửi bưu phẩm đi nước ngoài này kia là chạy xuống tới đây mà gửi. Tới chỗ này là quý vị thấy có một cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ nè. Bên hướng bên kia là cổng sân bay Biên Hòa quý vị. Còn chỗ này là cổng hai Dốc Sỏi nè. Phú sẽ rẽ vào khu vực cổng hai Dốc Sỏi nha.
cậu hai ốc sỏi đi vào con đường này cho quý vị coi. Thì con đường này là đường Phan Đình Phùng quý vị. Chỗ này là Bửu Hưng Tự này, ngôi chùa rất là cổ kính ở Biên Hòa, được xếp vào hạng gọi là di tích lịch sử ở Biên Hòa đó quý vị. Đấy. Ngay chỗ này có một cái chợ. Đi vòng vòng đây quay cho quý vị coi. Đường này giờ là mang tên là đường Phan Đình Phùng quý vị nhé. Cho quý vị coi cái cảnh buổi sáng ở trên con đường này. Con đường này thì nhộn nhịp lắm. Ngay chỗ này nhộn nhịp lắm. Đây. Ngay chỗ này có một cái đường này, đường Trịnh Hoài Đức này. Đấy, quý vị đi cái đường này là quý vị sẽ vào cái chỗ công viên Biên Hùng đó. Cũng sẽ đi tiếp cái đường này luôn. Cái chỗ này thì giờ này vẫn chưa có mở cửa mấy. Đấy, thấy không? Khu này là toàn là mấy cái trung tâm dạy ngoại ngữ vắng. Rồi thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo nha.